Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm 22 tháng 8 bày tỏ lo ngại rằng nhà tranh đấu Nguyễn Bắc Truyển có nguy cơ bị tra tấn và yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông ngay lập tức. Trong thư kêu gọi hành động khẩn cấp, Ân xá Quốc tế quan ngại việc ông Truyển bị mất tích ở thành phố Hồ Chí Minh từ hôm 30 tháng 7 cho đến nay, mặc dù truyền thông trong nước đã loan tin là ông Truyển bị bắt về tội lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự, và Bộ Công an đã gửi thông báo cho gia đình ngày 14 tháng 8 cho biết bị can hiện đang bị tạm giam tại trại B14 ở Hà Nội. Ân xá Quốc tế nói rằng tổ chức này quan ngại về sức khỏe của ông Truyển vì ông bị bệnh tim mạch và đường ruột, và bệnh có thể xấu đi nếu ông không được chăm sóc. Nữ dân biểu Hoa Kỳ Zoe Lofgren, đại diện khu vực 19 bang California hôm 21 tháng 8, viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson yêu cầu Hoa Kỳ có thái độ đối với hành động đàn áp nhân quyền ở Việt Nam. Đơn cử việc Hà Nội bắt giữ các nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Trội vào ngày 30 tháng 7 vừa qua. Nữ dân biểu Lofgren yêu cầu chính quyền Hà Nội phóng thích ngay lập tức các nhà tranh đấu ôn hòa cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Ông Nguyễn Bắc Truyển bị bắt lần đầu vào năm 2006 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, sau đó bị tuyên án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế. Sau khi mãn án, ông tiếp tục hoạt động để đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, hỗ trợ các tín hữu Phật giáo Hòa Hảo độc lập và giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Ông và vợ ông là tình nguyện viên tại Văn phòng Công lý và Hòa bình ở thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 2011, ông Truyển được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải nhân quyền Helmut Hamet.